kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang theo dõi chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Than Uyên. Trong chương trình hôm nay sẽ gồm có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu thăm tặng quà chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Than Uyên. Huyện Than Uyên tổ chức ngày hội hiến máu giọt hồng sông Đà năm 2021. Huyện đoàn Than Uyên ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xây dựng nông thôn mới năm 2021. Thị trấn Than Uyên tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 29 tháng 5 năm 2021, đoàn công tác của tỉnh và huyện do đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác kiểm soát dịch tại các chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Than Uyên. Qua công tác kiểm tra cho thấy, hiện nay 4 chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Than Uyên đã chủ động bố trí lực lượng trực 24/24 giờ. Các cán bộ chiến sĩ đều có tinh thần trách nhiệm với quyết tâm phòng chống dịch cao. Tại các chốt được trang bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị y tế, máy tính kết nối mạng, đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn, hiệu quả. Các phương tiện đi vào địa bàn được phun khử khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế và lịch trình di chuyển theo quy định. Quyết tâm không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch. Đề nghị các lực lượng huyện Than Uyên tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, không chủ quan, lơ là, chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng kích hoạt khi có tình huống xảy ra. Nhân dịp này, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quà của tỉnh ủy cho 4 chốt kiểm dịch. Công ty Honda Trưởng Thành trao một số nhu yếu phẩm cho chốt kiểm dịch COVID-19 tại huyện Than Uyên. Ngày 28 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với Đảng ủy xã Tà Hừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với nhân dân xã Tà Hừa. Đồng chí Hoàng Hữu An, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, đồng chí Lò Văn Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị đối thoại, đại diện nhân dân các bản được nghe khái quát về tình hình kinh tế xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Việc triển khai chỉ thị, nghị quyết, chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh, của huyện và những vấn đề liên quan đến địa bàn xã Tà Hừa. Theo đó, nhân dân đã trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề mà dư luận quan tâm. Các ý kiến tập trung nội dung như sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh mương thủy lợi đã xuống cấp để phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp cho bản Cát Na 2, đầu tư nâng cấp đường giao thông liên bản, nội bản Hua Chít, quan tâm kéo đường điện cho một số hộ, làm đường sản xuất cho bà con bản Pa Chi Tấu, phủ sóng di động khu vực bản Nong Ỏ, hỗ trợ xóa nhà tạm, lắp đặt hệ thống loa truyền thanh không dây tại bản Nong Ma, nâng cấp nhà văn hóa bản Cáp Na 1. Đồng chí Hoàng Hữu An, tỉnh ủy viên Bí thư huyện ủy, đồng chí Lò Văn Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp thu các phản ánh, kiến nghị và trực tiếp giải đáp trước bà con nhân dân. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền xã tiếp tục phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện giải quyết thấu đáo, kịp thời những ý kiến chính đáng của nhân dân trong thời gian sớm nhất. Các đồng chí cũng mong muốn nhân dân cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tích cực tham gia hiến đất, ngày công lao động, chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng huyện Than Uyên ngày càng phát triển. Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2021, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Than Uyên tổ chức ngày hội Hiến máu giọt hồng sông Đà, hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ tư năm 2021. Với thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Than Uyên đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân viên, các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, tại ngày hội đã thu hút trên 360 cán bộ, công nhân viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân đăng ký tham gia hiến máu. Tại ngày hội, thực hiện nghiêm các quy định của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như sát khuẩn tay, đo nhiệt độ, khai báo y tế. Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp mang đậm tính nhân đạo, nhân văn cao cả, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm mỗi cá nhân đối với cuộc sống. Theo khoa học chứng minh, việc hiến máu hoàn toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe, không làm thiếu hụt lượng máu mà cơ thể còn sản sinh ra thêm máu mới, đó là trẻ, khỏe, có sức đề kháng cao. Từ đó kích thích con người ăn, ngủ ngon, thông minh, làm việc phấn chấn, đạt hiệu quả cao.
Thông qua ngày hội, ngành y tế tiếp nhận trên 250 đơn vị máu cung ứng cho các bệnh viện, kịp thời điều trị cứu sống người bệnh. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhất là tại các địa điểm tập trung đông người như chợ, trung tâm mua sắm, siêu thị, thị trấn Than Uyên đã thành lập các tổ kiểm tra, kiểm soát, tích cực tuyên truyền người dân, các hộ kinh doanh thực hiện tốt thông điệp 5K, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tại chợ Than Uyên, các hộ kinh doanh và người dân đi mua sắm đều thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Tại khu vực chợ, mặc dù tập trung đông người, nhưng tất cả các tiểu thương và người mua hàng đều đeo khẩu trang. Tôi, người dân ở Cẩm Trung 2 của xã Mường Than, mà cũng thỉnh thoảng ra chợ mua đồ ăn thức uống. Nhưng mà cái thời Covid ấy, đi đến chợ thì phải đeo khẩu trang, phải đeo đúng, không được đeo hở. Đấy, phải đeo đúng. Và đến chợ thì có cái điểm sát khuẩn tay này, hay là khoảng cách này, mọi sự người ta khuyến cáo ấy. Tôi là tiểu thương ở chợ, buôn bán cũng đã lâu năm. Thế thì không may thì xã hội nó lại bị cái dịch Covid này, thì trong ban quản lý chợ và trong xã hội thì cũng tuyên truyền cho mọi người đã ngồi trong chợ là phải đeo khẩu trang. Thế rồi đồng thời những người mà đến mua hàng của mình cũng thế, cũng phải mình phải tuyên truyền cho họ là phải đeo khẩu trang để trước hết là phục vụ bản thân và phục vụ cho xã hội để tránh lây lan ra cộng đồng. Hiện nay, tại chợ trung tâm thị trấn Than Uyên có khoảng 150 hộ kinh doanh chủ yếu là hàng thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Ban Quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh, tiểu thương cũng như người đi mua sắm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay. Tại cổng chợ, Ban Quản lý chợ cũng đã bố trí các dụng cụ sát khuẩn và các biển báo tuyên truyền để người dân có thể tiếp cận. Trước diễn biến đặc biệt phức tạp của dịch bệnh đối với Ban Quản lý chợ Than Uyên thì chúng tôi là thực hiện nghiêm cái công tác phòng dịch và đeo khẩu trang, sát khuẩn y tế trước khi vào chợ, và đối với các hộ và các cá nhân kinh doanh thì phải thực hiện nghiêm các quy định đối với công tác phòng chống dịch bệnh. Đối với các hộ tiểu thương thì thực hiện nghiêm ngặt các quy định. Nếu không thực hiện công tác giãn cách và đeo khẩu trang khi mà mua hàng bán hàng, chúng tôi sẽ kiên quyết là xử phạt và yêu cầu đóng cửa. Là trung tâm của huyện Than Uyên, thị trấn Than Uyên có 420 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó khu vực chợ luôn tấp nập người mua bán. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thị trấn Than Uyên đã thành lập 2 tổ lưu động nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành trong phòng chống dịch trên địa bàn thị trấn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cách phòng chống dịch COVID-19 qua loa truyền thanh tới toàn thể nhân dân. Đặc biệt, khu vực 2 tập trung đông người như chợ, các điểm mua sắm. Từ đầu tháng 5 đến nay, thị trấn Than Uyên đã xử lý 6 trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch, chủ yếu là không đeo khẩu trang nơi công cộng. Hiện nay, thị trấn Than Uyên đang chỉ đạo các tổ dân phố không tổ chức các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người và phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn, tiếp tục rà soát và chỉ đạo nghiêm các trường hợp cách ly đảm bảo thực hiện đúng theo quy định. Thị trấn Than Uyên đã thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh thì đã ra quyết định thành lập 2 cái tổ, mỗi tổ là gồm 7 người, và trong đó thì lực lượng công an thị trấn và bảo vệ thành phố là và trạm y tế là lực lượng nòng cốt, thì đã đi tuyên truyền nhắc nhở bà con nhận dọc cái tuyến quốc lộ 2 và nhất là đặc biệt ở khu chợ, thì qua nhắc nhở thì 1-2 lần thì nhân dân thì đã chấp hành cơ bản là đạt đến khoảng 98%. Tuy nhiên thì vẫn còn một số người dân kinh doanh buôn bán thì người ta thì cũng lơ là, đúng không? Người ta cũng sơ suất thì đã anh em đã lập biên bản, thì hiện nay thì ủy ban thị trấn đã chỉ đạo đã xử lý được 6 trường hợp để phạt cái xử phạt vi phạm chính trong cái việc không chấp hành cái việc đeo khẩu trang theo quy định của chính phủ. Trong thời gian tới thì để tổ chức tốt cho công tác bầu cử quốc hội và đại biểu hội đồng nhân cấp thì ủy ban dân thị trấn đang tiếp tục chỉ đạo các khu tuyên truyền hình thức ở trên loa và tiếp tục chỉ đạo 2 cái tổ này là đi tuyên truyền trực tiếp cho nhân dân trên địa bàn thị trấn. Với việc tích cực tuyên truyền nên người dân đã nêu cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, thị trấn cũng tuyên truyền cho người dân không hoang mang trước dịch bệnh, phải hiểu đúng, đủ cơ chế lây nhiễm của bệnh, không lan truyền thông tin bịa đặt, không đi du lịch và di chuyển tới những vùng có dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Ngày 30 tháng 5 năm 2021, huyện đoàn Than Uyên phối hợp với Đảng ủy xã Pha Mu tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xây dựng nông thôn mới năm 2021. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được huyện đoàn Than Uyên triển khai từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2021 với các hoạt động như tiếp sức mùa thi, ngày chủ nhật xanh, giúp đỡ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, phòng chống thiên tai bão lũ, đặc biệt là thực hiện phong trào tuổi trẻ huyện Than Uyên chung tay xây dựng nông thôn mới. Tại ngày ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè xây dựng nông thôn mới năm 2021, huyện đoàn Than Uyên đã hỗ trợ kinh phí và tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia đổ bê tông nền nhà cho hai thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà tạm, đồng thời tặng quà cho các em nhỏ ở bản Pá Khoang nhân dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Quý vị và các bạn thân mến, vụ đông xuân năm nay, xã Mường Than thực hiện gieo cấy trên 400 hectare lúa, đạt 100% kế hoạch đề ra. Cơ cấu giống chủ yếu là sén củ, nghi hương 2308, tẻ tròn, japonica. Với sự chỉ đạo tập trung của Ủy ban Nhân dân xã, cùng sự chủ động của nhân dân trong việc chăm sóc, làm cỏ, bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật, nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn và nhân dân trong xã, vụ này sản xuất lúa cơ bản thuận lợi, ít sâu bệnh gây hại, năng suất lúa cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, với phương châm xanh nhà hơn già đồng, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân xã Mường Than đã hoàn thành thu hoạch trên 50% diện tích, năng suất đạt 63 tạ một hecta, sản lượng trên 2.600 tấn. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Mường Than đang tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ đông xuân, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho gieo cấy 428 hectare lúa vụ mùa theo kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, với phương châm xanh nhà hơn già đồng, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân trên địa bàn huyện Than Uyên đang tập trung nhân lực khẩn trương thu hoạch lúa vụ đông xuân, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa năm 2021. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền xã, gia đình chị Tòng Thị Loan ở bản Mường, xã Mường Than đang khẩn trương thu hoạch lúa. Vụ này gia đình chị gieo cấy hơn 4.000 m2 với một số loại giống lúa lai năng suất cao. Năm nay, niềm vui được mùa đã đến với gia đình chị và nhân dân trên địa bàn. Nhà em năm nay trồng hơn 4.000 m, thì em trồng 3 loại giống. Em trồng giống 838 nếp. Lại đại dương thì theo em thì lúa năm nay là 838 là đạt hiệu quả cao nhất. Vâng. Xong năm nay thì trồng vụ mùa vụ chiêm này thì trồng rất là dễ trồng, không sâu bệnh. Lại năng suất cao hơn các vụ khác ạ. Nhất Thanh, Nhì Lò, Tam Than, Tứ Tấc là một trong những cánh đồng rộng thứ ba vùng Tây Bắc. Vụ đông xuân năm nay, xã Mường Than tiếp tục đưa các loại giống lúa thuần, lúa lai năng suất chất lượng cao vào gieo cấy trên 400 hectare. Để nâng cao sản lượng, Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan trong khối nông nghiệp của huyện, thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh gây hại. Do đó, diện tích lúa của xã phát triển tốt, thêm một mùa vàng bội thu đã tạo không khí vui mừng, phấn khởi cho người nông dân. So với cùng kỳ năm ngoái thì hiện nay thực hiện về đồng bộ về cái tổ chức sản xuất cho đến cái ý thức của người dân. Thế năm nay thì so với những năm trước thì nhìn chung là lúa so với kế hoạch là vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Từ diện tích, năng suất đến sản lượng các chỉ tiêu thì đều đảm bảo và vượt so với kế hoạch đề ra. Thế trong vụ mùa thì xã Mường Than dự kiến là sẽ tổ chức gieo cấy với 428 ha. Thế trong đó thì hiện nay thì xã đã chuẩn bị xong cái nội dung về giống. Thì phòng đã báo lấy giống, chúng tôi chuẩn bị lấy giống về để cho bà con thực hiện cái việc tổ chức sản xuất vụ mùa theo kế hoạch đã đề ra. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân đang tập trung thu hoạch đảm bảo năng suất và chất lượng lúa. Đồng thời, huyện chỉ đạo các địa phương chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mới. Và theo đánh giá sơ bộ của cơ quan chuyên môn, thì vụ đông xuân năm nay thì do nhiều cái yếu tố thuận lợi nên là năng suất cũng đạt khá là cao. Thế, cơ quan chuyên môn của chúng tôi đã thường xuyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, hướng dẫn nhân dân khẩn trương tranh thủ thời tiết nắng ráo để thu hoạch vụ đông xuân. Đồng thời thì cũng triển khai luôn công tác làm đất và gieo mạ để chuẩn bị cho gieo cấy vụ mùa, đảm bảo là tập trung trong vòng tháng 6 và giữa tháng 7 làm cơ sở để triển khai cho công tác các gieo trồng các cây màu vụ đông. Cùng với việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp để tái sản xuất,
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết, xây dựng kế hoạch, khung lịch thời vụ đảm bảo cho sản xuất vụ mùa đạt kết quả cao. Quý vị và các bạn thân mến, phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên và nguồn nhân lực, trong những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Hua Nà đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, phát triển các mô hình nông nghiệp vừa và nhỏ đạt hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên địa bàn. Gia đình anh Lò Văn Học ở bản Đán Đăm là một trong những người tiên phong đi đầu trong việc tham gia các mô hình sản xuất nông nghiệp vừa và nhỏ. Hàng năm, vào thời điểm giữa hai mùa vụ, anh Học cùng một số gia đình trong bản phối hợp với các đoàn thể xã tổ chức thực hiện các mô hình ngắn ngày như trồng ngô ngọt, nấm, dưa bào tử. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập từ 20 đến 30 triệu đồng cho mỗi mô hình. Một năm vừa rồi thì được sự quan tâm và chính quyền địa phương hướng dẫn cho gia đình tôi thì áp dụng khoa học kỹ thuật vào về những cái mô hình ngắn ngày như là ngô ngọt, như là nấm này, dưa bao tử này, chúng tôi gia đình tôi trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian tới gia đình tôi thì sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động dân để tiếp tục các mô hình tiếp theo. Để các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, cùng với việc tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các hộ dân về quy trình kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, Đảng ủy chính quyền xã Hua Nà phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện triển khai khảo nghiệm các giống cây trồng vật nuôi mới có năng suất chất lượng cao, từ đó làm căn cứ để đưa vào sản xuất. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến cho người dân về các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, của huyện, tập trung sản xuất hàng hóa theo hướng liên kết chuỗi, bao tiêu sản phẩm. Đến nay, xã đã triển khai các mô hình như lúa sánh cù, ổi Đài Loan, mô hình dưa các loại. Các điểm trồng hoa hướng dương thu hút khách tham quan du lịch, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân trong xã. Trong thời gian qua, để tăng cái hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích và giúp người dân được tiếp cận các khoa học kỹ thuật, thì Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân xã Hồ Nà đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xã phối hợp với các thôn bản triển khai một số cái mô hình ngắn ngày mà có hiệu quả kinh tế cao. Như hiện nay đó là mô hình cây sánh cù, thứ hai là mô hình dưa các loại và mô hình hoa và một số cái loại cây quả như ổi. Trên địa bàn xã hiện nay thì các mô hình đấy là bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ngoài ra thì cũng giúp người dân cũng tiếp cận được khoa học kỹ thuật và triển khai trên diện rộng cho người dân. Có thể nói, nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền và sự đồng thuận của người dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp chất lượng cao, xã Hua Nà đã và đang có những bước chuyển biến tích cực, từng bước khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, đưa cách thức tổ chức sản xuất mới, hiệu quả, từng bước nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân, làm thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Than Uyên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.